giờ chuyển xe nữa. Bác Trần Sơn, số điện thoại 0351-687-67 tại Bộ Tiên Kiến. Sớm lâu bò, sớm giao cho khách Đồng Nai. Hết rồi mới về nay hai xe. Sáng khách Đồng Nai với khách bên Vĩnh Long bắt hết rồi, hôm nay tiếp tục xe bò có bò cơ bắp rồi. Bông có duyên ha, bông đẹp cực kỳ không.
nữa rồi. Đi. Bò này đang lên là tới chết rồi. Hết biết.